Thử tưởng tượng nhá, giữa tuần khi các giải đấu châu Âu vẫn đang sôi động thì bạn vẫn có thể yên tâm ngủ thật ngon mà chẳng cần phải hóng hớt gì cả. Cho tới cuối tuần, sau những ngày làm việc căng thẳng, bạn tất nhiên muốn theo dõi đội bóng của mình thi đấu. Để rồi cuối cùng bạn chẳng biết mình vừa xem gì nữa và chỉ muốn quên đi thôi. Nhưng trạng thái này cũng đã kéo dài gần được 2 năm rồi và nó chẳng có gì là lạ cả. Đúng rồi đấy, những điều đó mô tả bạn chỉ có thể là fan của một đội bóng Chelsea. Tất nhiên, câu lạc bộ của mình thua thì chẳng có gì là vui cả. Nhưng ít ra nếu đội bóng nào cũng thua thì mọi thứ còn đỡ đau khổ hơn một chút. Đấy là cái mà người ta hay gọi là tìm được sự an ủi trong nghịch cảnh. Nhưng ở đây thì éo le hơn cho Chelsea khi mọi câu lạc bộ lớn khác đều có gì đó mang về trong tuần này. Chỉ có họ duy nhất là đội bóng mà chúng ta vẫn hay gọi là mang theo cái nịt. Và tất nhiên là thêm cả những ngày ủ rũ của người hâm mộ khi cứ bị trêu ghẹo với anh em, bạn bè hay là đồng nghiệp. Lại thêm một kỳ cuối tuần sôi động nữa của bóng đá Anh đã trôi qua. Mặc dù đã có nhiều sự xáo trộn trên bảng xếp hạng, nhưng xét một cách tổng thể, các đội bóng hàng đầu giải đấu đều có được kết quả như mong muốn. Nếu như ở ngày thứ 7 Man City hoàn tất chiến thắng thứ 6 liên tiếp của mình, bất chấp phải chơi thiếu người ngay đầu hiệp 2 vì chiếc thẻ đỏ của Rodri, còn người hàng xóm của họ cũng phần nào giảm tải được sức ép của mình bằng 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân Tubmore của Burnley, thì sang đến ngày Super Sunday, trận cầu tâm điểm của vòng 6 giữa Arsenal và Tottenham cũng kết thúc với một kết quả đủ để khiến người hâm mộ của cả hai đội hài lòng. Trong khi đó, Liverpool với những động cơ mới của mình vẫn tiếp tục thăng hoa bằng chiến thắng 3-1 trước West Ham. Và trong trận đấu cuối cùng, Newcastle United cũng khép lại một vòng đấu bùng nổ bằng chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Sheffield United. Nói cách khác, gần như tất cả các đội trong khối Big Seven của Ngoại Anh đều có được kết quả có lợi để tiếp tục duy trì tham vọng trong chiến dịch mùa giải 2023-2024 của mình. Nhưng đối với Chelsea lại là một kịch bản hoàn toàn khác. Có vẻ như để lại từ thất vọng này đến thất vọng khác đã là một câu chuyện trường kỳ quá đỗi quen thuộc đối với đội chủ sân Stamford Bridge rồi. Đồng ý rằng phải đối mặt với Aston Villa ở thời điểm hiện tại là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhưng tất nhiên là chẳng có bất kỳ cổ động viên nào của The Blue có thể nuốt nổi một trận thua ngay tại chảo lửa Stamford Bridge, cũng như việc câu lạc bộ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tệ hại từ đầu mùa. Công bằng mà nói, trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea cũng phần nào cho thấy được rằng họ vẫn sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối thủ, thậm chí các đối thủ áo xanh mới là bên đã khiến mảnh lưới của đối thủ rung lên trước, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến sau tấm thẻ đỏ tai hại của Malo Gusto, thứ đã đặt Chelsea vào một thế trận thua thiệt quân lực so với thầy trò huấn luyện viên Unai Emery. Và rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Pha tiếp bóng thiếu tinh tế của Thiago Silva đã mở ra cơ hội phản công cho Aston Villa, dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ollie Watkins. Chứng kiến các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lần lượt hạnh phúc với kết quả có được, để rồi nhìn lại đội nhà với trận thứ 3 liên tiếp không nếm được mùi chiến thắng, những người thống khổ nhất không ai khác là các cổ động viên của The Blue. Không giống như Man City, Arsenal, Manchester United, Newcastle, Liverpool hay thậm chí là Brighton, West Ham và Aston Villa, những đội bóng vừa có được những trận đấu mở màn tại sân chơi cấp độ châu lục, cổ động viên của Chelsea đã phải mất một tuần để chờ đợi xem các cầu thủ thể hiện thế nào ở trên sân. Nhưng rồi thứ họ nhận lại thật đáng quên. Hiện tại nếu bạn cứ đặt kỷ lục nào tồi tệ vào Chelsea, hãy cứ tin là Chelsea có thể thực sự chạm tới cột mốc ấy. Dường như câu lạc bộ này chẳng thể ngừng lại sự thất vọng từ người hâm mộ của mình. Và khi thống kê lại, chúng ta mới giật mình vì Chelsea thắng ít như vậy trong năm nay. Chiến thắng ít ỏi đồng nghĩa với việc cũng chẳng có mấy ngày mà người hâm mộ của họ kết thúc trận đấu với sự vui vẻ cả, mà thay vào đó là cảm giác suy sụp khi chứng kiến đội bóng tôi yêu thi đấu như thế này. Không chỉ dừng lại ở trận thứ 3 liên tiếp không thắng, thất bại ngay tại Stamford Bridge, vừa rồi còn thiết lập nhiều thông số đáng quên của đội bóng thành London. Dẫu biết rằng với chính sách chuyển nhượng cũng như kế hoạch tái thiết đội bóng của vị chủ tịch người Mỹ, hay theo lời của Mauricio Pochettino rằng đây chỉ mới là những bước đầu tiên trong bản dự án và chúng ta phải chấp nhận khởi đầu thì lúc nào cũng khó khăn cả. Nhưng những con số thì không biết nói dối và không thể phủ nhận rằng nó đang cho thấy Chelsea của năm 2023 đang bị nhấn chìm trong khủng hoảng. Đầu tiên là số chiến thắng cũng như số điểm giành được. Chỉ tính riêng giữa thời gian tại vị của Pochettino, họ chỉ mới có đúng một chiến thắng sau 6 trận đấu và ở 5 trận còn lại họ để hòa 2 và thua 3, dù đối thủ có là những đội bóng chiếu dưới như Nottingham Forest. Nhìn xa hơn, kể từ đầu năm 2023 đến nay, Chelsea chỉ có 5 chiến thắng, 9 trận hòa và để thua đến 13 lần, một con số khó có thể chấp nhận được.
Theo đó, thống kê từ Squawka cũng cho thấy đội bóng Tây London chỉ thu về 25 điểm sau 29 trận đấu, qua đó trở thành một trong hai đội bóng kiếm được ít điểm nhất tại giải đấu hàng đầu nước Anh trong năm 2023, bằng với Everton nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Không những gây thất vọng ở màn điểm số, điểm yếu cố hữu trong suốt nhiều năm qua của Chelsea cũng hiện hữu ngày càng rõ nét, đó chính là về mặt hiệu suất ở mặt trận tấn công. Tính riêng từ đầu mùa, đoàn quân huấn luyện viên Mauricio Pochettino chỉ mới ghi được 5 bàn thắng, là một trong số những đội có hàng tấn công tệ nhất ở giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Hãy để nhìn một cách khách quan hơn, thì từ đầu năm 2023, Chelsea cũng là đội đang có hiệu suất bàn thắng trong mỗi trận đấu thấp hơn bất kỳ một đội bóng nào với chỉ 0,86 bàn mỗi trận. Đáng nói hơn, họ đã thất bại trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ trong 13 trận đấu, dù đó có là những ông lớn như Man City, Liverpool, Tottenham hay những đối thủ được đánh giá yếu hơn là Southampton, Wolves, Nottingham Forest và Bournemouth. Đấy là chưa kể những chông gai của Chelsea chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nhất là khi nhìn vào những trận đấu sắp tới trong lịch thi đấu của họ. Cụ thể, từ giai đoạn cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 năm nay, họ lần lượt sẽ phải chạm trán với Arsenal, Brentford, Tottenham, Man City, Newcastle, Brighton và Manchester United. Không biết chừng với phong độ như hiện tại, thì đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ phải vượt qua những bão tố phía trước như thế nào. Khó ai có thể tưởng tượng được rằng với số tiền khổng lồ mà Todd Boehly đã bỏ ra, kéo theo đó là vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng những đội bóng đắt giá nhất thế giới, thì Chelsea lại lún sâu trong khủng hoảng đến như vậy. Dù người ngồi trên băng ghế chỉ đạo có là Mauricio Pochettino hay ai đi chăng nữa, vậy dấu hỏi lớn nhất bây giờ là bao giờ mới là thời điểm để Chelsea đánh dấu sự hồi sinh, và trong số tất cả những thành viên hiện tại, đâu là những cái tên mà người hâm mộ có thể gửi gắm niềm tin? Và có lẽ mùa mà Chelsea vui vẻ nhất chính là mùa hè, mùa khi mọi trận đấu chỉ là giao hữu và không phải chính thức. Mùa của những diễn biến chính không phải trên sân cỏ mà là trên sàn chuyển nhượng, nơi được nói chuyện không phải bằng việc đá bóng mà là bằng tiền bạc. Sự áp đảo trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea khiến người hâm mộ của họ cảm giác sung sướng vì chính sự chịu chi của câu lạc bộ. Nhưng ở thời điểm này, khi đội bóng liên tục chạm đáy thất vọng, nó lại là thứ khiến người hâm mộ cảm thấy đau hơn. Mùa đến như thế rồi mà kết quả vẫn chả ra sao. Có người còn chưa biết đá đấm ra sao và khi nào mới trở lại. Mùa hè là mùa duy nhất mà Chelsea cảm thấy mình chiến thắng. Thật vậy, nhìn vào số tiền mà họ đã ném vào thị trường chuyển nhượng, hơn 1 tỷ euro trong 15 tháng, thì không ai có thể tin The Blue lại đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League lúc này. Mùa 2022-2023, 611,49 triệu euro được chi cho việc mua sắm, và hãy xem những cái tên ấy hiện giờ đang làm được gì. Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang, João Félix và Denis Zakaria đã không còn thuộc biên chế của đội chủ sân Stamford Bridge. Trong khi đó, David Datro Fofana, Gabriel Slonina và André Santos đang được đem đi cho mượn. Hai cái tên gây thất vọng nhất có lẽ là Marco Cucurella và Mikhailo Modric. 65 triệu euro là số tiền mà Chelsea phải trả cho Brighton để có được sự phục vụ của hậu vệ người Tây Ban Nha. Nhưng với những gì mà cầu thủ có mái tóc xù vô cùng nổi bật này thể hiện, người hâm mộ Chelsea chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm mà thôi. Còn với Modric, tiền đạo người Ukraine đến giờ này thậm chí còn không có nổi một bàn thắng cho The Blue. Sự vô duyên của anh khiến rất nhiều người đã hỏi tại sao Chelsea lại mang anh về với cái giá lên tới là 70 triệu euro. Noni Madueke thì chưa thể hiện được quá nhiều điều. Anh cũng mới dính chấn thương và phải bỏ lỡ trận đấu gặp Aston Villa ngày hôm qua. Còn Kangi Chukwuemeka mới chỉ dạng tiềm năng. Bruno Abadiazile cùng Wesley Fofana đều được đánh giá có những màn trình diễn ổn. Nhưng giờ thì cả hai đang làm bạn với giường bệnh. Malo Gusto không phải một cầu thủ tệ, nhưng để khỏa lấp được vị trí mà Rick James để lại thì vẫn còn quá khó với hậu vệ người Pháp. Và chính anh cũng là người nhận tấm thẻ đỏ khiến Chelsea phải chơi thiếu người và để thua tối thiểu Aston Villa ngay trên sân nhà. Raheem Sterling sau một mùa giải không thể hiện được phong độ vốn có, dường như đang dần bắt nhịp lại với cách chơi của đại diện đến từ Tây London. Sau 6 vòng đấu, cầu thủ người Anh đã bỏ túi 2 bàn thắng và cái tên thành công nhất cho đến lúc này chắc chắn là Enzo Fernandez, nhà đương kim vô địch thế giới cập bến Chelsea từ Benfica với con số kỷ lục 121 triệu euro trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của Ngoại hạng Anh. Anh cũng nhanh chóng thể hiện được trình độ bản thân và trở thành cái tên không thể thay thế nơi tuyến giữa của đội chủ sân Stamford Bridge vào lúc này. Mùa 2023-2024, cho đến lúc này, 462,10 triệu euro là số tiền mà The Blue đã bỏ ra và những cái tên mà họ mới mang về ở mùa hè vừa qua đang thể hiện ra sao. Diego Moreira và Angelo được đem cho mượn. David Washington đang thi đấu cho đội U21 và những cái tên còn lại thuộc biên chế của đội 1. Romeo Lavia và Christopher Nkunku lần lượt tiêu tốn của Chelsea số tiền lên tới 62 và 60 triệu bảng.
Cả hai được đánh giá là những cái tên chất lượng có thể giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pochettino mạnh lên trông thấy, đặc biệt là Nkunku khi cựu cầu thủ của RB Leipzig có cho mình giai đoạn tiền mùa giải khá ấn tượng. Nhưng giờ thì cả hai đều đang nằm viện và chưa thể đóng góp gì cho đội bóng ở mùa giải mới. Robert Sanchez và Jorge Petrovic là hai thủ thành mới của Chelsea mùa này. Petrovic được quy hoạch để làm thủ môn số 2, trong khi Robert Sanchez đang là sự lựa chọn hàng đầu. Sau một vài trận đấu có phần hơi lập bập trong khung gỗ, Robert Sanchez đang chơi hay dần lên và trở thành chốt chặn đáng tin cậy cho những người đồng đội. Leslie Ogochukwu cũng là một cầu thủ mới chỉ ở dạng tiềm năng, còn Axel Disasi chưa có cho mình sự ổn định, trận hay trận dở thất thường. Cole Palmer đang tập hòa nhập với cách chơi của Chelsea, còn tân binh trị giá 116 triệu euro Moises Caicedo sau khi trở về từ loạt trận quốc tế đã dính ngay một chấn thương đầu gối. Tuyển thủ người Ecuador cũng chưa đóng góp được gì nhiều cho đội chủ sân Stamford Bridge. Nicolas Jackson đang là cái tên được sử dụng nhiều nhất. Cựu tiền đạo Villarreal vẫn cho thấy sức mạnh, thể chất tuyệt vời. Nhưng nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, Jackson sẽ lại biến thành một bản hợp đồng thất bại của The Blue mà thôi. Rõ ràng cảm giác thất vọng đang bao trùm đội bóng Tây London. Nó nhắm đến những ông chủ, đến huấn luyện viên và cả những cầu thủ nữa. Họ đều đang nhận những chỉ trích và mọi thứ cũng chẳng thể có gì để phản bác lại cả. Chelsea ngay bây giờ là vậy đấy. Vì họ không thể giành những chiến thắng và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Có khi nào họ sẽ lại ngụp lặn ở nửa sau của bảng xếp hạng như mùa giải trước. Chia sẻ về trận thua mối mặt trước Aston Villa trên sân nhà Stamford Bridge, huấn luyện viên Pochettino chỉ đơn giản cho rằng đội của ông thua vì thiếu may mắn. Chúng tôi không thể đổ lỗi cho VAR hay trọng tài. Tôi sẽ không đổ lỗi hay nói bất cứ điều gì chống lại Malo Gusto. Chúng tôi có chút không may mắn. Chúng tôi có bao nhiêu cơ hội như Aston Villa. Họ sút, chúng tôi cản phá. Sau đó họ sút và bóng chạm vào cột dọc rồi đi vào lưới. Đối với chúng tôi có bao nhiêu cơ hội một đấu một với Martinez. Chúng tôi có chút không may nhưng nó đã xảy ra rồi. Chúng ta phải chấp nhận thực tế. Nhà báo Mắt Lo cũng đưa ra nhận định trên Twitter cá nhân. Chelsea đã chơi tệ ở giải vô địch quốc gia trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của cả Graham Potter và Pochettino. Cũng với nhóm cầu thủ này, họ đã mất đi sự đáng sợ và tính kết nối giữa cầu thủ và người hâm mộ đã giảm đi một cách dễ hiểu. Không có cách khắc phục nhanh chóng ở thời điểm này. Nhưng liệu kế hoạch của chủ sở hữu câu lạc bộ có hiệu quả hay không vẫn còn phải xem xét. Tất nhiên không phải ai cũng chấp nhận chờ đợi. Rất nhiều người đã bắt đầu mất niềm tin vào kế hoạch của chiến lược gia người Argentina và muốn đội bóng nên tính chuyện sa thải ông. Chắc chắn Chelsea nên sa thải Pochettino và chiêu mộ Hansi Flick, một tài khoản cho hay. Họ thực sự đang làm gì trong các buổi tập vậy? Một tài khoản khác tiếp lời. Blogger Code Mickey có hẳn một video bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội này với tựa đề Chelsea không còn khả năng sửa chữa. Thậm chí có những nhận định còn cho rằng số tiền khổng lồ được giới chủ câu lạc bộ chi ra đang khiến đội bóng này ngày một đi xuống. Roman Abramovich không hoàn hảo, nhưng ông yêu Chelsea, tốt bờ lì với khối tài sản khổng lồ đã hủy hoại Chelsea. Một số lời nhận xét nhẹ nhàng hơn và cũng được rất nhiều người hưởng ứng. Họ cho rằng tình trạng của The Blue lúc này thật khó hiểu. Thực sự phải làm thế nào để khắc phục Chelsea? Họ có một huấn luyện viên giỏi, biết cách làm việc với các cầu thủ trẻ và một ông chủ biết tiêu tiền, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại không như ý. Đó là do cách chọn cầu thủ hay họ chỉ đơn giản là đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp và kết quả sẽ đến đúng lúc. Vì nếu tình trạng này kéo dài, tôi nghĩ huấn luyện viên sẽ phải ra đi. Chuỗi nhà hàng pizza Domino Pizza dù chẳng có gì liên quan tới bóng đá nhưng cũng rất thích đi cà khịa đại diện tới từ Tây London. Chúng tôi đã giao khoảng 852.609 chiếc pizza kể từ lần cuối Chelsea ghi bàn. Liệu Chelsea sẽ là một đội bóng hay tiếp tục là một nhà trẻ như thế này rồi phải chịu trận nữa mà câu lạc bộ này không có truyền thống phải chịu trận lâu như thế? Một mùa trước thôi cũng đã là quá đủ rồi, chả lẽ là phải thêm mùa giải này nữa? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những câu chuyện ở phút bù giờ. Hãy nhớ nhé, cứ 10 giờ 30 sáng mỗi ngày tại đây với những câu chuyện bóng đá hấp dẫn nhất. Hãy dành 3 giây để tặng chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho những người đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.